hai chào anh em, hôm nay đóng pin cho khách, làm video chia sẻ anh em. À, đây là mấy cục pin đóng mới, bán cái máy này đóng mấy cục pin này cho khách. Pin này là pin Hitachi bỏ cao, à, dung lượng 4A, đi xin xám mạch tốt V3.1 đó. thì à, cục pin này mình đóng là, thì hiện tại cục pin này mình đóng là giá 370 ngàn là hoàn thiện. rồi anh em có nhu cầu đóng pin thì cứ liên hệ mình anh em nào xem video giải trí thì vui lòng cho mình một like một đăng ký mình xin cảm ơn rồi mình test máy anh em rồi con này là con DM anh em Hitachi DM 12V đó rồi mình test máy cho anh em xem thì cái máy này anh em về bắn tôn bắn quýt làm thợ thì ok dòng này là dòng uh, DM của Hitachi đây anh em Đó, dòng DM thì nó mạnh nha anh em Rồi, đây vẫn ton To nè anh em Đó, thì cây này mình bán hình như là 400, 420 gì đó Mình cũng quên rồi Rồi, rất là mạnh nha anh em Anh em làm thợ thì xài ok rồi không phải bàn cãi nữa rồi anh em có nhu cầu đóng pin cho các cái máy uh, nhật bãi hay là máy trung quốc máy gì đó cứ liên hệ mình mình tư vấn về báo giá rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video anh em thấy video hay thì để lại cho mình một like một subscribe hẹn anh em trong những video lần sau